Mến chào các bạn, hôm nay có mặt tại dòng sông Quê Đầu Kéo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là một chiếc tàu đầu kéo của Tiền Giang, rất là đẹp luôn. Có một chiếc xà lan hầm chạy rất là lẹ luôn về cầu Rạch Miễu các bạn. Tàu đầu kéo này đang chạy về Long An các bạn. Đây là trên bờ kè trồng rất nhiều cây xanh và những cái sủi đủ trái rất là nhiều các bạn. Và đây xà lan chở những thùng hàng container chạy rất là lẹ luôn các bạn, chạy về chợ gạo.
Đây có một chiếc tàu chở dầu của hầm luôn các bạn. Tàu chở dầu này của Sài Gòn đang chạy về Bến Tre. Tàu chở dầu này cabin 10 sao rất là rộng luôn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của ông Hạnh miền Tây.